Từ ngày mai 1 tháng 8 năm 2023, tăng phí thi sát hạch lái xe từ 10 đến 50%. Từ ngày 1 tháng 8 năm 2023, phí sát hạch lái xe sẽ áp dụng theo quy định mới tại thông tư số 37 năm 2023 TT-BTC ngày 7 tháng 6 năm 2023 của Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí sát hạch lái xe, lệ phí cấp bằng, chứng chỉ được hoạt động trên các loại phương tiện và lệ phí đăng ký, cấp biển xe máy chuyên dùng. Theo đó, mức phí sát hạch lái xe đối với thi sát hạch lái xe các hạng xe A1, A2, A3, A4 gồm sát hạch lý thuyết là 60.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ là 40.000 đồng một lần. Sát hạch thực hành là 70.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ là 50.000 đồng một lần. Đối với thi sát hạch lái xe ô tô hạng xe B1, B2, C, D, E gồm phí sát hạch lý thuyết là 100.000 đồng một lần, tăng 10.000 đồng so với mức cũ là 90.000 đồng một lần. Sát hạch thực hành trong gia hình là 350.000 đồng một lần, tăng 50.000 đồng so với mức cũ là 300.000 đồng một lần. Sát hạch thực hành trên đường giao thông là 80.000 đồng một lần, tăng 20.000 đồng so với mức cũ là 60.000 đồng một lần. Sát hạch lái xe ô tô bằng phần mềm mô phỏng các tình huống giao thông là 100.000 đồng một lần.